Kính thưa các đồng chí, là thực hiện theo cái kế hoạch chuyên môn của cái tuần này, từ thứ năm ngày 29/2 thì đồng chí Hạnh sẽ dạy một tiết sinh hoạt chuyên môn toàn trường, đó là cái bài tiếng Anh lớp 4 bài lớp 14. Thế nên bây giờ chúng ta sẽ trao đổi, chúng ta thảo luận để cùng với chị Hạnh là xây dựng cái kế hoạch của bài dạy. Thế thì xin mời đồng chí Hạnh sẽ nêu cái yêu cầu của bài học cũng như là các hoạt động dự kiến của cái bài dạy của mình. Thưa các đồng chí, thì thực hiện theo kế hoạch sinh hoạt chuyên môn của nhà trường thì từ năm tuần sau tôi sẽ thực hiện thao giảng một tiết tiếng Anh lớp 4 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bài tôi lựa chọn là bài Unit 14 Daily Activities, là hoạt động hàng ngày. Tôi sẽ dạy bài đầu tiên của chương 14, đó chính là bài Lesson 1, hoạt động 1, 2, 3. Thì yêu cầu cần đạt của bài này tôi đặt ra về năng lực chung, thì tôi phát triển cho các em năng lực giao tiếp và hợp tác. Các em sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi làm việc theo nhóm đôi và khi thực hiện hoạt động giao tiếp. Về năng lực đặc thù thì tôi sẽ tập trung cho phát triển các em năng lực ngôn ngữ. Các em sẽ phát triển 3 kỹ năng, đó chính là nghe, nói và đọc. Vì đây là bài đầu tiên thì tôi chưa phát triển kỹ năng viết cho các em. Và cụ thể thì ở đây là tôi vận dụng cho các em. Sau khi kết thúc bài này thì các em có thể vận dụng các cụm từ, ví dụ như là in the morning, at noon, in the afternoon và in the evening, là buổi sáng, vào buổi sáng, vào buổi trưa, vào buổi chiều và vào buổi tối, để trả lời các câu hỏi liên quan đến chủ đề hoạt động thường ngày. Và mẫu câu các em học được học trong tiết học đó, đó chính là mẫu câu là When do you watch TV? Bạn xem TV vào khi nào? Và các em sẽ trả lời là I watch TV, cộng với lại cụm từ chỉ thời gian trong ngày mà các em được học. Và tôi thì tôi xây dựng một số tiến trình, một số hoạt động như sau. Hoạt động đầu tiên khi vào bài thì tôi sẽ cho các em khởi động bằng bài hát là Greeting Song. Bài hát đó có nội dung là các em sẽ chào mọi người đã học các cái câu chào mọi người, là chào buổi sáng, chào buổi chiều, chào buổi tối. Thì sau khi cái hoạt động đó xong thì tôi sẽ rút cho các em từ cái hoạt động warm up đấy những cái cụm từ chỉ thời gian trong ngày, như là vào buổi sáng, vào buổi chiều và vào buổi tối. Đồng thời tôi dạy thêm một từ mới, đó chính là buổi trưa, là afternoon. Sau đó thì tôi sẽ thực hành cho các em luyện đọc và nghe và nhắc lại về từ mới. Sau đó tôi sẽ kiểm tra từng từ mới bằng các bài rap theo nhạc để các em luyện đọc và luyện nhớ từ. Ba nội dung trong sách giáo khoa thì tôi sẽ xây dựng như sau. Là hoạt động thứ nhất, sau khi được kiểm tra từ mới xong thì tôi cho các em đọc phần truyện tranh, nghe và nhắc lại. Sau khi học xong phần 1 thì tôi sẽ từ cái phần 1 đấy tôi sẽ rút ra được mẫu câu mới trong ngày hôm nay cho các em, để các em rút ra được mẫu câu. Sau đó tôi sẽ thực hành hai phần sau, là hai phần thứ nhất là giao tiếp có sự kiểm soát của giáo viên trong vòng 5 phút và giao tiếp không có sự kiểm soát của giáo viên trong vòng 6 phút, và cuối cùng là hoạt động kết thúc bài và củng cố. Thì nội dung tôi xây dựng bài như vậy, rất mong các đồng chí trong tổ chuyên môn góp ý, đóng góp ý kiến để bài của tôi vào tuần sau được diễn ra một cách thuận lợi và có hiệu quả. Qua cái dự kiến những cái hoạt động của đồng chí Hạnh đưa ra thì tôi thấy cái hoạt động khởi động tôi thấy thế là hợp lý. Đưa cho các em hát múa theo một cái bài hát lời chào đấy và đưa ra những từ mới là vào buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, buổi sáng. Nghe đồng chí Hạnh đã trình bày những cái hoạt động trong cái bài dạy của mình thì tôi thấy ở cái hoạt động thứ ba, giao tiếp của học sinh ít có sự hỗ trợ của giáo viên ấy, thì ở cái hoạt động này thì tôi nên cho tổ chức cho học sinh thỏa lập nhóm đôi để các em được phát triển được cái năng lực hợp tác, các em trao đổi, các em hỏi và trả lời, đưa ra những cái mẫu câu cho phù hợp, và từ đó phát triển được những cái phẩm chất trách nhiệm và chăm chỉ của học sinh. Tôi cũng nhất trí ý kiến của đồng chí Sạ. Và tôi cũng bổ sung thêm ý kiến là sau khi cho học sinh trao đổi ở dưới lớp thì sẽ cho học sinh lên trên lớp.
lớp để chia sẻ trên lớp để cho học sinh sẽ hình thành được cái phẩm chất là mạnh dạn tự tin hơn. Tuy nhiên cái phần 3 là phần V-Talk thì tôi xin có thêm một ý kiến sau về phần V-Talk này thì đồng chí cho học sinh nói tự do thì ngoài cái hoạt động watch TV thì đồng chí có thể cho học sinh nói thêm về những hoạt động khác, ví dụ go to school hay là go swimming hoặc là do homework hoặc là do homework để cho học sinh phát triển cái năng lực ngôn ngữ hoặc là năng lực ngôn ngữ và cái năng lực giao tiếp, giúp học sinh phát triển về cái từ này, từ vựng hoặc cấu trúc ngữ pháp cho bài để học sinh nắm vững hơn được về từ và cấu trúc ngữ pháp. Giáo viên sẽ vận dụng vào trong cuộc sống hàng ngày cho học sinh đó là cái thói quen cho học xem TV, là ở nhà các em xem TV là đúng thời gian và đúng quy định như nào để đảm bảo sức khỏe cũng như là đến việc học tập của các bạn ở nhà. Good morning, our class. Listen and repeat. Good morning. How do you greet? Yeah. At noon. And when you go to school? In the afternoon. In the afternoon, you greet everybody. In the morning. The. Not the. The. In the morning. In the morning. In Vietnamese, the. Next. Look at this. What time is it? What time is it here, please? O'clock. Yes. Which part of the day do you know? Afternoon. Thank you very much. Sit down, please. Afternoon, noon, và morning. But how many parts of the day? Noon, please. How many parts of the day? There are 5 parts of the day. It's morning, noon. Afternoon. Evening. Night. And night. Night. Yes, very good. So afternoon. In the afternoon. In the evening. In the evening. In the evening. In the evening. Okay, now. When do you watch TV? I watch TV in the When do you watch TV? You answer. When do you watch? I watch TV. Mine. I like watching TV. When do you watch TV? I watch TV in the evening. Thank you. Sit down, please. Mike. Read a book. Read a book. I watch TV at noon. Point. When do you watch TV? I watch TV. I watch TV in the afternoon. Point. Clap your hands forward. Bài tôi thao giảng đó chính là bài số 14, các hoạt động hàng ngày. Đây là tiết đầu tiên của cái bài, đây là tiết kiến thức. Thì các em có thể vận dụng được các cái từ bao gồm các cái giới từ in, on, at vào diễn đạt các buổi trong ngày, ví dụ buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và buổi tối. Sở dĩ đây là các hoạt động hàng ngày, tuy nhiên nên là không học về ban đêm nên là tôi sẽ không đưa vào trong bài học. Để nói về các hoạt động hàng ngày thì sẽ
em vận dụng bốn cụm từ chỉ thời gian như vậy, và sau đó là vận dụng vào cấu trúc bạn xem TV khi nào, tôi xem TV chấm ngưng chấm, để các em tự điền cái hoạt động thời gian của các em xem TV vào để hỏi và trả lời về câu hỏi về thời gian các em ấy xem TV. Về từ vựng ở đây thì có bốn cụm từ. Cụm từ thứ nhất là in the morning, vào buổi sáng. Cụm từ thứ hai in the afternoon, vào buổi chiều. Cụm từ thứ ba là in the evening, vào buổi tối. Đây là ba cụm từ sử dụng vận dụng trên cơ sở là các em đã học về lời chào buổi sáng, buổi chiều và buổi tối ở lớp 3. Và đồng thời là có cụm từ là afternoon, là vào buổi trưa. Mỗi câu đó chính là when do you watch TV, bạn xem TV khi nào, và phần trả lời là I watch TV cộng với chỗ trống chỉ thời điểm trong ngày. Các kỹ năng là tôi vận dụng vào bài học ngày hôm nay đó chính là kỹ năng nghe và kỹ năng nói. Còn về năng lực tiếp theo đó, về năng lực thì tôi về kỹ năng xin lỗi về kỹ năng thì là tôi tập trung vào hai kỹ năng cho các em, là kỹ năng nói và kỹ năng nghe. Về năng lực thì các em có thể phát triển được năng lực hợp tác cho các em sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi hoạt động nhóm đôi, đồng thời là năng lực đầu tiên vào hoạt động khởi động của học sinh thì học sinh rất là hào hứng, thích thú cũng như là vui nhộn. Thì qua đây học sinh đã được phát triển được cái năng lực tự chủ cũng như là cái năng lực hợp tác, và phát triển được cái khả năng phản xạ tốt, và hình thành cái phẩm chất trách nhiệm cũng như là nhân ái. Và nguyên nhân tôi đưa ra ở đây là bài hát thì khá là hay, gần gũi và thu hút học sinh. Và đặc biệt là khi mà các hoạt động khởi động ấy, mà có âm nhạc ấy, thì học sinh hoạt động rất là hào hứng. Thì giải pháp của tôi là giáo viên sẽ phát huy ở các tiết dạy sau. Một điểm tôi tâm đắc nữa đó là giáo viên hỗ trợ học sinh rất là kịp thời. Ví dụ là ở hoạt động nhóm đôi ấy, thì học sinh Duy có một mình thì giáo viên đã kịp thời hỗ trợ hoạt động cùng với em. Và từ đó sẽ giúp được học sinh phát triển năng lực ngôn ngữ và giúp em tự tin hơn. Thì nguyên nhân tôi đưa ra ở đây đó là giáo viên đã bao quanh lớp rất là tốt và hỗ trợ học sinh kịp thời. Giải pháp của tôi là giáo viên cũng phát huy vào các tiết dạy tiếp theo. Và tôi có một băn khoăn nho nhỏ đó là học sinh ngồi học rất là ngoan, rất là ngay ngắn, chú ý ở bài nhưng mà các em lại chưa tự tin. Thì cái nguyên nhân tôi đưa ra có thể là học sinh cách phát âm của học sinh chưa tốt nên là các em quằn ngại. Và cái giải pháp của tôi đó là giáo viên sẽ gọi học sinh và sửa cho các em nhiều hơn để các em tự tin hơn trong các tiết học tiếp theo. Tôi thấy là học sinh cũng khá hiểu bài, học sinh nêu được cấu trúc của câu chủ đạo trong ngày hôm nay, đó là câu hỏi bạn làm việc gì vào thời gian nào, và học sinh vận dụng vào cái việc hỏi đáp theo nội dung của tranh cũng khá là tốt. Và để có được điều đó thì tôi nghĩ là học sinh là do học sinh có thói quen học tập, có thói quen lắng nghe, và học sinh hiểu nội dung của bài, hiểu nội dung yêu cầu của thầy giáo. Ở đây thì học sinh cũng được phát triển cái năng lực tự chủ, tự học và phẩm chất chăm chỉ. Về băn khoăn thì tôi có một cái băn khoăn nhỏ, đó là khi mà học sinh hỏi đáp trước lớp ấy, tức là sau khi các em hoạt động trong nhóm thì các em hỏi đáp trước lớp thì nhiều em phát âm còn sai một số từ. Thì tôi nghĩ ở nguyên nhân ở đây là do thói quen hạ đọc của học sinh, và học sinh chưa được luyện đọc cá nhân nhiều ở phần giới thiệu từ mới. Giải pháp ở đây là tôi nghĩ là đồng chí Hạnh nên cho học sinh luyện đọc cá nhân nhiều hơn và tập trung vào những cái em mà thường xuyên phát âm sai ấy, để các em có thể sửa được những cái lỗi mà các em hay mắc phải. Bởi vì thứ nhất là luyện đọc, nếu mà luyện đọc để sửa được những lỗi sai cho học sinh thì nếu mà trong luyện đọc nhóm thì giáo viên không thể phát hiện ra được các em sai ở chỗ nào, và khó, rất là khó sửa. Khi mà các em luyện đọc nhóm thì khó phát hiện, và sửa theo nhóm thì cũng không biết là em nào đọc đúng, bởi vì các em khi mà đọc đồng thanh như thế thì khó phát hiện ra hơn. Nếu mà đọc trong nhóm, đọc cá nhân thì rất dễ phát hiện ra các em sai ở đâu và sửa cái lỗi đấy, nó sẽ phát hiện là sẽ dễ hơn, và mình cũng giáo viên cũng nhớ được là các em em này hay mắc cái lỗi sai này, hay đọc sai ở cái từ này, thì khi mà gặp những cái từ như vậy thì giáo viên có thể mời luôn cái em đấy để luyện đọc nhiều hơn ạ. Tôi nghĩ là như vậy. Sinh ở trong lớp các em rất là hứng thú với tiết học, và ở đây thì giáo viên cũng đã sử dụng cái âm nhạc vui nhộn khiến cho không khí tiết học trở lên
trở nên sôi động và thu hút học sinh hơn. Và các em thì cũng có cái kỹ năng lắng nghe rất là tốt, và cái điều này thì cũng cần phải phát huy. Và cái tâm đắc thứ hai của tôi đó là học sinh ở trong lớp thì thảo luận nhóm đôi, hỏi và trả lời câu hỏi rất là tốt, hoạt động nhóm thì sôi nổi. Từ đó thì phát triển cho học sinh năng lực giao tiếp, hợp tác và phẩm chất trong học. Và để có được cái điều đó thì ở đây thì tôi thấy là học sinh ở trong lớp các em rất là hiểu bài và kiến thức gần gũi, phù hợp với học sinh. Và các em đã hiểu được yêu cầu mà giáo viên đưa ra, và thầy giáo cũng đã tuyên dương với học sinh, các học sinh trong lớp. Bên cạnh đó thì tôi cũng có một cái băn khoăn nhỏ nhỏ như sau. Ở cái phần rút ra kết luận về cách hỏi một bạn làm một việc gì đó ấy, thì tôi thấy là học sinh còn chậm và trả lời, nhiều em trả lời chưa đúng. Thì theo tôi là lý do là bởi vì ở đây tôi thấy là thầy giáo đưa ra câu hỏi nó hơi khó hiểu cho học sinh, gây ra học sinh rất là khó trả lời. Đó là chỉ có một chút băn khoăn, đó là khi giáo viên gọi em học sinh Duy và học sinh Quốc Khánh trả lời câu hỏi về buổi sáng, trưa, chiều, tối thì các em lại chưa trả lời được câu hỏi của giáo viên, và em cũng chưa biết tìm kiếm sự trợ giúp của các bạn và thầy giáo. Thì theo tôi nguyên nhân là do các em còn nhút nhát, giải pháp và giáo viên động viên để học sinh phát triển được phẩm chất giao tiếp hợp tác của mình. Theo tôi thì khi đấy học sinh sẽ xin phép thầy giáo là thưa thầy em chưa nhớ được cái cấu trúc câu này, em xin nhờ bạn Minh hoặc là bạn Bảo Ngọc giúp đỡ em ạ. Nhưng mà vấn đề là ra là làm thế nào để học sinh nó dám nói được điều đấy? Để học sinh nói được điều đấy thì theo tôi giáo viên sẽ giúp em, gợi ý em. Khi học sinh luyện đọc từ vựng ấy, mặc dù là học sinh chưa được luyện đọc nhiều, thì tuy nhiên là cái hoạt động này tôi thấy học sinh cũng rất là vui vẻ khi tham gia luyện đọc từ vựng, bởi vì là giáo viên cũng đã lồng ghép nhạc khi học sinh đọc, để thì khi đấy là học sinh sẽ không cảm thấy nặng nề về kiến thức nữa. Thì sau khi học xong đọc xong ấy, thì tôi nghĩ là đồng chí là cũng nên khen học sinh một chút để học sinh còn có động lực ạ. Và bên cạnh đó thì tôi có một chút băn khoăn, đó là cái hoạt động củng cố bài học thì mất khá nhiều thời gian, bởi vì là cái hoạt động này là đồng chí thiết kế trò chơi chuyền bóng. Thì mỗi lần chuyền bóng ấy, thì tôi thấy rằng là học sinh rất là mất thời gian khi là nghĩ xem là mình sẽ chuyền bóng cho ai tiếp theo đấy. Và để rút ngắn được cái thời gian của cái tiết học này ấy, thì tôi nghĩ rằng là có thể là, và tùy theo cái thời gian ấy, bởi vì là cái hoạt động này là hoạt động cuối rồi, nếu như đồng chí có thấy được rằng là mình còn ít thời gian thì có thể thay đổi hình thức bằng cách là gọi học sinh chọn đáp án và đọc luôn cái câu đấy để rút ngắn thời gian. Khi mà giao tiếp với học sinh bằng tiếng Anh này thì có thể giúp cho học sinh là phát triển được cái năng lực giao tiếp. Thế nhưng tuy nhiên ấy, thì bên cạnh đó tôi nghĩ rằng tại thấy cái nét mặt của học sinh là hơi nhiều đôi chỗ là hơi không hiểu, thì thấy như vậy thì đồng chí cũng có nói bằng tiếng Việt. Thế này, ở phần đầu là phần về phần warm up hay là phần warm up thì tôi thấy học sinh rất là hào hứng tham gia một bài hát. Và nguyên nhân ở đây thì tôi nhận thấy đây là một bài hát rất là vui nhộn, dễ hát với những từ quen thuộc và phù hợp với đặc điểm tâm lý của học sinh tiểu học. Phần thứ hai tôi nhận thấy về phần ưu điểm, đó là giáo viên đã sử dụng rất đến 80% tiếng Anh trong tiết học. Điều này đã tạo được cái môi trường giao tiếp giữa giáo viên và học sinh. Học sinh sẽ được nghe để hiểu biết những ngôn ngữ mới trong tiết học. Phần tâm đắc thứ ba là phần check vocabulary, tức là phần kiểm tra từ vựng ấy, thì giáo viên đã kết hợp với nhạc. Điều này sẽ giúp cho học sinh hào hứng, hứng thú hơn được với được đọc lại những cái từ vựng đó, giúp học sinh nhớ từ vựng hơn, vui vẻ hơn, phấn chấn hơn. Tâm đắc tiếp theo là giáo viên đã sử dụng được các hoạt động như là về nhóm, hoạt động nhóm cả lớp tập, và giáo viên sử dụng rất là nhuần nhuyễn và linh hoạt trong tiết học. Thì tuy nhiên thì tôi thấy về cái phần hoạt động cá nhân, về phần đọc cá nhân của học sinh thì giáo viên được ít sử dụng hơn. Phần ngoài những ưu điểm đó thì tôi có một chút băn khoăn trong tiết học, đó là tôi thấy lớp học ở cái phần sau ấy, phần thực hành nói có vẻ là lớp học sinh hơi căng thẳng.
có vẻ là hơi trầm. Và nguyên nhân ở đây thì theo tôi có thể nghĩ là học sinh hay là các em này sợ sai, chưa tự tin để nói ra những câu mà mình biết, hoặc là những cái em ấy có thể là em ấy biết nhưng mà em ấy cảm giác như em ấy chưa được chưa tự tin lắm, hay là chưa thoải mái, có một điều gì đó chưa thoải mái nên em chưa dám nói ra. Về phần này thì về phần giải pháp thì nhà trường cũng như là giáo viên thì nên sử dụng rất nhiều các hoạt động nhóm tập thể để cho giúp các em tự tin hơn, tự tin giao tiếp hơn trong môi trường tiếng Anh. Hiện nay ở